Kênh Nấu Ăn Thú Lây Miền Tây mến chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn một món bánh rất là hot hiện nay. Đó chính là món bánh đồng tiền, phô mai kéo sợi, còn được gọi là bánh đồng xu đó. Thì trong video hôm nay, mình chia sẻ cách làm không cần khuôn mà mình đã có ngay những cái bánh ngon để cho các bé ăn rồi. Nếu mà mình làm từ khuôn của bánh đồng tiền luôn á thì cũng khá là cao tiền, nhưng mà mình chia sẻ cách này các bạn chỉ cần có chảo chống dính thôi thì mình đã có ngay món bánh đồng xu phô mai này rồi. Bây giờ mời các bạn và bếp của mình thực hiện món bánh này nha. Mình sẽ có ở đây là 4 cái trứng gà, 1 muỗng rưỡi cà phê bột nở để cho bánh mình nó nở và nó xốp hơn, nó mềm hơn đó các bạn. Bột mì thì mình sử dụng là bột mì số 8, 180g. 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh bơ mình đã nấu cho tan chảy và thêm 2 muỗng canh sữa đặc nữa. 60ml sữa tươi không đường để cho món bánh của mình được thơm và ngon hơn. Phần trứng thì mình sẽ đập ra một cái tô bự nha các bạn. Thì cái trứng này các bạn đập làm sao mà đừng có để cho cái lòng đỏ nó bị bể nha. Thì mình sẽ tách ra hai cái lòng đỏ riêng và cái lòng trắng riêng để mà mình đánh lên. Thì mình thấy như vậy á, cái phần bánh của mình nó sẽ bông mà mềm hơn, ăn nó ngon mà không có bị chai bánh nha. Trứng này là trứng vừa, không quá nhỏ nha các bạn. Mình sẽ cho một nửa lượng đường vô đây là một muỗng canh đường á. Rồi cái mình sẽ đánh lên. Các bạn đánh đến khi nào mà mình thấy cái phần trứng này nó chuyển sang một cái màu hơi trắng trắng á, nó không có còn màu vàng đậm nữa mà nó sẽ chuyển sang một cái màu trắng trắng. Đánh một hồi thì nó sẽ sánh lại và nó dẻo lại ngon lắm các bạn. Đây nè, khi mình đánh được một chút rồi á thì mình sẽ cho thêm vô đây là 2 ống vani để cho món bánh của mình được thơm hơn. Còn nếu các bạn không có ống vani này thì mình sử dụng vani nước cũng được. Mình đánh được một lúc rồi thì các bạn sẽ thấy phần trứng chuyển sang cái màu như vậy là được rồi nha. Và nó sẽ dẻo như vậy là được. Một muỗng canh đường còn lại mình sẽ cho vô cái phần lòng trắng trứng và đánh lên. Mới thì mình sẽ mở cái mức nhỏ, đánh từ từ cái mình mở mức lớn lên. Đánh cho cái phần lòng trắng này nó bông lên á, thì khi mình làm cái món bánh nó sẽ được ngon hơn đó các bạn. Đánh cái này thì rất là nhanh luôn, không quá mất thời gian của mình đâu. Các bạn hãy thử làm một lần cho các bé nhà mình ăn nha. Rồi đánh đến khi nào mà mình ngưng cái máy lại á, cái mình dở lên nó tạo chớp như thế này, đó là được rồi nha. Thì mình sẽ cho luôn cái phần lòng đỏ lúc nãy mình đã đánh nè, mình cho vô. Mình vét hết cho vô luôn nha các bạn. Tiếp đến thì mình sẽ cho phần bột nở vô. Rồi thì mình sẽ cho luôn cái phần sữa đặc và phần bơ vô ha. Sữa đặc sẽ giúp cho bánh của mình được béo hơn. Rồi cho luôn cái phần bơ vô. Sau đó thì mình sẽ trộn lên. Thường thì mình thấy đánh riêng cái lòng trắng và lòng đỏ thì như vậy bánh của mình thấy nó mềm và ngon hơn. Trộn xong rồi thì mình sẽ cho cái phần bột mì vô ha. Cho vô từ từ cái mình đánh thì như vậy bột nó sẽ mịn hơn và ngon hơn. Mình sử dụng bột mì số 8 để cho bánh của mình nó mềm xốp. Còn nếu mà các bạn không có thì mình sử dụng bột mì đa dụng cũng được. Rồi cứ như vậy thì các bạn cho vô từ từ đến khi nào mà hết phần một là được nha. Khi cho bột vô hết rồi mình đánh thêm một chút xíu nữa thì bột của mình nó sẽ mịn như thế này. Thì mình sẽ cho luôn cái phần sữa tươi vô nha các bạn. Mình sẽ cho hết phần sữa tươi vô luôn nha. Sau đó thì mình sẽ đánh lên một lần nữa. Đánh đến khi nào mà cái phần sữa tươi và phần bột này nó hòa quyện với nhau là được rồi. Bột đánh xong rồi thì mình sẽ để đó cho nó nghỉ tầm 30 phút để cho bột nở ra thì mình đổ bánh nó sẽ không có bị chai nha các bạn. Trong thời gian đó mình sẽ đi cắt phô mai, mình có sử dụng phô mai kéo sợi nè. Một khối như vậy thì cũng khá là nhiều, thì mình sử dụng đến đâu thì các bạn cắt đến đó ha. Một miếng bự như vậy thì mình sẽ chia ra thêm làm hai nữa. Là mình sẽ chia ra được 4 miếng, miếng nhỏ miếng lớn thì cũng tùy theo là các bạn ăn ít hay nhiều ha. Mình cắt mỏng mỏng vậy nè, rồi sau đó thì mình sẽ cắt ra làm hai. Nếu mà cái nhỏ thì các bạn có thể giảm lại.
Dùng chảo chống dính và mình phết lên chút xíu dầu ăn. Không cần nhiều nha các bạn. Chảo vừa nóng rồi thì mình sẽ cho cái phần bột vô. Sau đó thì mình sẽ mở lửa nhỏ nha, các bạn đừng có mở lửa lớn. Mình đậy nắp lại. Bánh hơi vừa xe mặt á, thì mình sẽ lấy phần bánh này ra. Không có cần cho chín nha các bạn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đổ lên một cái khác. Các bạn canh làm sao mà một giá bằng nhau á, để hồi mình úp lại thì nó sẽ đều. Rồi mình sẽ cho cái lát phô mai vô. Tiếp tục thì mình sẽ lấy cái nắp mình đậy lại. Cái này thì cũng tùy nhiệt độ cho nên mình canh bằng mắt nha. Khi cái mặt ở dưới nó vừa xe lại chút xíu thì mình sẽ lấy cái phần bánh lúc nãy mà mình lấy ra đó. Mình sẽ ụp lên. Rồi mình sẽ lấy cái này nè, các bạn đè đè xuống để cho nó dính, hai cái nó dính vô nhau á. Và các bạn nhớ làm bánh này mở lửa nhỏ để cho cái phần phô mai bên trong nó tan chảy ra. Còn nếu mà mình mở lửa lớn quá thì phần bánh sẽ bị quá khét và bên trong nó sẽ không có chảy ra đó các bạn. Cứ trở tới trở lui đến khi nào mà mình cảm thấy ở bên trong cái phần phô mai nó mềm mềm thì nó đã chín rồi đó. Những cái sau thì mình sẽ làm nó đẹp hơn những cái đầu tiên nha các bạn. Tại vì những cái đầu tiên nhiệt nó chưa có ổn định á. Đây là những cái bánh mình đã làm xong thì mình sẽ xé ra cho các bạn xem phần bánh của mình nó như thế nào. Bên trong sẽ có những phô mai béo, thơm mà mình kéo ra nó có sợi dài, thật là dài luôn nè các bạn. Cái bánh này thì các bé rất là thích luôn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm này, các bạn không cần khuôn mà mình cũng đã làm ra được những cái bánh đồng tiền để cho các bé ăn rồi. Thì cái cách làm này cũng rất là đơn giản, không quá cầu kỳ. Và các bạn hãy thử làm ngay một lần nha. Video của mình thì chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.